theo bị cáo Trương Mỹ Lan, SCB là bao nhiêu xương máu và xin hội đồng xét xử cho phép chuyển 1.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí đến SCB vì SCB đang rất cần tiền. Ngày 12 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 85 bị cáo khác xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các tổ chức có liên quan. Luật sư Phan Trung Hoài, một trong năm luật sư bảo vệ cho bị cáo Trương Mỹ Lan, xét hỏi đối với thân chủ, khi hợp nhất SCB chỉ được ai và cấp có thẩm quyền nào kêu gọi hợp nhất? Bà Lan bật khóc trình bày, ngân hàng nhà nước đã nhờ bị cáo đứng ra hợp nhất 3 ngân hàng, SCB hình thành từ sự hợp nhất 3 ngân hàng gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, cũ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất, theo cáo trạng. Bị cáo Lan có nhiệm vụ vận động bạn bè, người thân mua đủ trên 65% cổ phần để hợp nhất thành công 3 ngân hàng, không ảnh hưởng đến ngân hàng nhà nước và tiền tệ quốc gia. Cho mượn tài sản và kêu gọi đối tác nước ngoài gồm nhóm chuyên kinh doanh tài chính ngân hàng và các tỷ phú mà quen biết chuyên kinh doanh bất động sản. Bị cáo Lan cũng trình bày với trí tuệ, khả năng của bị cáo và bạn bè sẽ giúp được SCB. Về câu hỏi của luật sư về tiên lượng hậu quả mặt pháp lý, trách nhiệm chủ tài sản khi dùng tài sản thế chấp SCB. Bị cáo Lan cho rằng tuy bà không làm ngân hàng nhưng có tư duy bất động sản. Với tư duy của tôi hiểu nếu một ngày nào SCB vượt không được, tôi sẽ mất hết. Ông trời cho tôi giác quan, tôi tin tôi sẽ làm được nên tôi mạo hiểm, bị cáo Lan nói. Luật sư hỏi tiếp bị cáo Lan nghĩ như thế nào khi cáo trạng nêu bị cáo có quyền lực, có quyền quyết định, bố trí nhân sự tại SCB. Theo bị cáo Lan, bản thân không có thời gian, hứng thú ngân hàng, không có nghiệp vụ ngân hàng. Vì bị cáo có tài sản, có 5% cổ phần thì cũng là chủ, mọi khó khăn đều giải quyết được hết nên các anh em nghĩ bị cáo là chủ. Đối với câu hỏi của luật sư về 1.000 công ty mà để thiết lập khoản vay cho bị cáo Lan rút tiền ra sử dụng, bị cáo Lan xin hội đồng xét xử xem xét thật kỹ về 1.000 công ty mà này. Bị cáo không biết công ty mà nghĩa là gì, vì các khoản vay đều có tài sản đảm bảo và 1.000 công ty đó đều có tài khoản, số dư. Bị cáo Lan kính nhờ hội đồng xét xử xem xét kỹ về số liệu, số tiền mà bị cáo chiếm đoạt và các tội danh của bị cáo mà Viện Kiểm sát quy buộc. Về việc cam kết xử lý tài sản khắc phục hậu quả, bị cáo Lan trình bày, lúc mới bị bắt, bị cáo Lan có xin tại ngoại để giải quyết. Vì giờ bị cáo xót xa lắm. SCB là bao nhiêu xương máu của anh em tập trung trong đấy, bị cáo Lan nói. Luật sư hỏi, đối với 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí xác nhận đảm bảo hoàn trả, chỉ có đồng ý đảm bảo tiền chuyển về tài khoản phong tỏa để khắc phục. Bị cáo Lan xin hội đồng xét xử cho phép chuyển 1.000 tỷ đồng này đến cho SCB vì SCB đang rất cần tiền. Đối với số cổ phần của bị cáo Lan, bạn bè và con cái, bị cáo xin hội đồng xét xử tạo cơ chế ủy quyền để ngân hàng nhà nước có cổ phần, tiện điều hành. Đối với 13 dự án nằm ngoài danh mục kê biên phong tỏa của cơ quan điều tra mà con gái và các thành viên gia đình bị cáo đã nộp. Bị cáo Lan cho biết đó là dự án của bạn bị cáo và mong được tạo điều kiện để nói chuyện với bạn rồi mang vào khắc phục cho SCB. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.